Có lẽ đây là những gì mà chúng ta thường hình dung về giới trẻ của Trung Quốc: chăm chỉ, giỏi giang và đẹp nữa. Nhưng đây cũng chính là họ mệt mỏi, áp lực và từ bỏ mọi nỗ lực trong một xã hội cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Hy vọng của Trung Quốc nằm ở tuổi trẻ. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói với giới trẻ Trung Quốc vào năm 2019, kêu gọi thanh niên Trung Quốc phấn đấu để thực hiện hóa giấc mơ Trung Hoa. Xong, đây là tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ nước này, 21,3%, một con số cao kỷ lục từ trước đến nay, đến mức mà chính phủ của Trung Quốc cũng đã phải ngừng công bố dữ liệu này. Người trẻ Trung Quốc đang đối mặt với những vấn đề gì và lực lượng này có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc ra sao? Chào mừng mọi người quay trở lại với 5 phút Crypto và mình là Kiều Anh. Thăng pin hay nằm bẹp, nằm thẳng cẳng có lẽ là một cụm từ không còn mới nữa rồi. Thế nhưng mà dành cho những ai chưa biết thì nó ám chỉ việc nhiều người trẻ Trung Quốc không còn muốn nỗ lực trong công việc nữa. Đơn giản ý, vì họ thấy dù mình có cố gắng đến đâu thì cái mức thu nhập cũng không có tương xứng. Trào lưu này đã được lan truyền rầm rộ vào năm 2021 với hàng trăm triệu lượt tương tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Đến nay thì sự áp lực nó đã tiến hóa lên một level mới hơn, thậm chí tuyệt vọng hơn, thể hiện qua một trào lưu mới nữa có tên là bãi lại. Tạm dịch ý, là cứ để cho mọi thứ mục nát đi. Nó ám chỉ một bộ phận người trẻ đã buông xuôi, mặc kệ cuộc sống vì họ không thấy bất kỳ một tia hy vọng nào dù cho cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa. Thuật ngữ này lần đầu xuất hiện và phổ biến ở game Liên Minh Huyền Thoại. Cái này thì hẳn là nhiều người sẽ rõ hơn mình đây này. Nó dùng để mô tả những người chấp nhận rút lui hoặc là bỏ cuộc trong một trận chiến mà họ biết trước rằng là quá khó khăn. Ngoài thăng pin và bãi lại thì trào lưu 4.0, tức là không quan tâm đến việc hẹn hò, kết hôn, mua nhà và sinh con, cũng đang được ngầm hưởng ứng trong một bộ phận giới trẻ của Trung Quốc. Vậy thì rốt cuộc, điều gì đã khiến cho lực lượng lao động nòng cốt của Trung Quốc trở nên tuyệt vọng như vậy? Với đa số người dân châu Á thì an cư lạc nghiệp là điều đã ăn sâu vào tiềm thức. Căn nhà là mục tiêu phấn đấu và ước mơ của rất nhiều người. Thế nhưng mà trước khi quyết định mua nhà để được bình an và không bị mắc vào bẫy nợ thì bạn hãy xem video này trước nhé. Có lẽ bạn cũng đã từng nghe qua về làn sóng tăng trưởng bất động sản nóng tại Trung Quốc những năm gần đây. Đến nay, dù bong bóng đang có dấu hiệu phát nổ nhưng mà giá nhà thì đã được kéo lên mức cao ngất ngược. Trung Quốc cũng chứng kiến làn sóng di cư lớn từ nông thôn ra thành thị, cùng với đó là chi phí sinh hoạt và giá nhà ngày càng trở nên đắt đỏ. Theo Viện Nghiên cứu và Giám sát Thị trường Bất động sản ở Trung Quốc, đến năm 2021, giá nhà ở trung bình cao hơn 12 lần so với thu nhập trung bình năm. Tức là cứ coi như thu nhập cả năm không tiêu một đồng nào thì 12 năm mới đủ tiền để mua một căn chung cư nhỏ nhỏ. Mà làm gì có chuyện không tiêu gì đúng không? Tỷ lệ giá nhà trên thu nhập của nước này đã cao hơn nhiều so với mức trung bình quốc tế từ 3 cho tới 6 lần. Giá nhà thì đã tăng cao nhưng mà riêng khóa phương pháp quay cọc online của 5 phút Crypto thì hoàn toàn miễn phí nha. Thế nhưng mà học để làm cái gì? Thứ nhất là bạn sẽ có được một hệ thống kiến thức nền tảng, từ đó có thể tự tin hơn trong việc tìm kiếm các cơ hội giao dịch, rồi thì quản lý vốn, tâm lý khi trade, vân vân. Thứ hai, nếu như bạn là một holder thì khóa học cũng sẽ giúp bạn tối ưu được vị thế hold của bản thân. Và đây là feedback của những bạn đã tham gia những khóa trước. Khóa học thì hoàn toàn miễn phí, vậy thì anh em còn ngại gì mà không thử nhỉ? Có người học xong thấy không hợp, dứt khoát bỏ luôn cho đỡ mất thêm thời gian và tiền bạc với thị trường, cũng là một kiểu thành công. Chứ trade mà chỉ có thắng ấy, không dễ đâu. Link đăng ký ở phần bình luận, mọi người nhanh tay nhé. Ngoài ra thì chính sách một con của Trung Quốc khi xưa chỉ cho phép một gia đình sinh một con, mà có rất nhiều người trong số họ thích sinh con trai hơn là con gái, dẫn đến việc sự chênh lệch nghiêm trọng về tỷ lệ nam và nữ ở Trung Quốc. Số lượng nam giới nhiều hơn nữ giới khoảng 70 triệu người, khiến cho sự cạnh tranh về hôn nhân thậm chí còn khốc liệt hơn cả thị trường việc làm nữa. Thế mà có chuyện nhiều phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc làm cô dâu. Ngày xưa mẹ mình cũng bảo là đấy quá thì sang đấy mà lấy chồng. Đàn ông phải có sự nghiệp hoặc là phải có nhà ở thì mới mong lấy được vợ. Đây cũng là một phần lý do khiến giá bất động sản ở Trung Quốc tăng vọt trong vài thập kỷ qua. Giá nhà thì cao, tiền lương thì thấp. Vậy tại sao phải tiếp tục gồng hết sức khi biết trước mọi thứ sẽ chẳng đi đến đâu? Nếu không gồng lên thì ít nhất mình cũng không bị mệt mỏi và thất vọng. Đó chính là tư tưởng của phong trào bãi lại. Thế giới vừa trải qua một bệnh dịch trăm năm có một, nó ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội, thậm chí là tàn phá kinh tế một cách ghê gớm. Trong khi các nước khác đã thả lỏng từ lâu thì Trung Quốc vẫn bế quan tỏa cảng và mới chỉ mở cửa vào đầu năm nay. Trái với hy vọng rằng Trung Quốc sẽ là động lực kéo cả con tàu kinh tế thế giới đang ì ạch về phía trước, thì ngược lại, họ lại liên tục vấp phải những cú ngã đau điếng, xây sẩm mặt mày. Xuất nhập khẩu đã giảm mạnh nên kinh tế rơi vào giảm phát, hàng loạt ông lớn bất động sản điêu đứng, phá sản.
năm 2022, nền kinh tế Trung Quốc chỉ tăng trưởng 3%, mức thấp thứ hai trong hơn 4 thập kỷ qua. Bên cạnh đó, việc Bắc Kinh mạnh tay thắt chặt nhiều lĩnh vực như là công nghệ, cấm việc dạy thêm, chấn chỉnh thị trường bất động sản với ba làn danh đỏ v.v. cũng trực tiếp khiến cho doanh nghiệp hay là công ty khởi nghiệp buộc phải sa thải lao động. Hậu quả, tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên Trung Quốc đã lên đến 21,3%. Nếu so với tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên tại Mỹ, Hàn Quốc hay Nhật Bản thì con số lần lượt là 6,5%, 6,5% và 4,7%. Con số tại Trung Quốc đang cao gấp 3 cho tới 4 lần. Có một sự thật là Trung Quốc hiện sở hữu lực lượng lao động tốt nghiệp đại học nhiều hơn bất kỳ thời kỳ nào do sự bùng nổ dân số của họ. Năm 2022 thì mức lương trung bình hàng tháng dành cho sinh viên tốt nghiệp cử nhân tại Trung Quốc là 6.295 nhân dân tệ, tương đương với 907 USD. Con số này thấp hơn 6% so với một năm trước đó. Nó thậm chí còn thấp hơn lương của người lao động thông thường, chẳng hạn như là nhân viên giao hàng. Nhưng mà những cử nhân tốt nghiệp đại học đó thì không ai lại muốn làm thợ cả, dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ. Bằng chứng là có những nhà máy vẫn tuyển nhưng lại không thể tìm được người. Giới trẻ Trung Quốc thà thất nghiệp chứ không chịu làm công việc xoáy đinh vít trong các nhà máy. Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng dự báo nền kinh tế sẽ thiếu hụt khoảng 30 triệu công nhân sản xuất vào năm 2025. Con số thất nghiệp 21,3% đó của Trung Quốc còn chưa tính đến gần 12 triệu tân cử nhân sắp ra trường, cũng như những lao động trong độ tuổi 30 có công việc nhưng thu nhập không được ổn định. Bộ Giáo dục Trung Quốc cũng đã cho biết, sau khi đại dịch Covid-19 bùng phát thì số lượng du học sinh về nước là rất lớn, lần đầu tiên vượt quá 1 triệu người vào năm 2021. Nhiều người trong số này đã trở thành thanh niên 4.0, cơ bản là vì họ ở nhà sau khi tốt nghiệp các trường nổi tiếng và cảm thấy khó tìm được những công việc tương xứng với năng lực của mình. Không có hiểu khi mà nhiều người trẻ nằm im và chọn buông xuôi sự đời. Lực lượng lao động là yếu tố nòng cốt của nền kinh tế, chính vì vậy Bắc Kinh dường như đang ngồi trên một đống lửa. Về lâu về dài, xu hướng này không chỉ ảnh hưởng đến tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế mà còn làm giảm tỷ lệ sinh và đe dọa đến hệ thống phúc lợi xã hội của Trung Quốc. Truyền thông Trung Quốc đã lên tiếng và gọi trào lưu trên là rất đáng xấu hổ. Tỷ lệ kết hôn và tỷ lệ sinh vốn đã rất đáng lo ngại ở nước này. Tổng số cặp kết hôn trong năm 2022 chỉ đạt 6,83 triệu cặp, giảm khoảng 800.000 cặp so với năm 2021. Đây rõ ràng là mức thấp nhất kể từ năm 1986. Tỷ lệ sinh đã giảm xuống còn 1,09 vào năm 2022, trong khi để đảo ngược sự già hóa của dân số, Trung Quốc cần tỷ lệ sinh là 2,1. Thậm chí tỷ lệ sinh hiện tại của Trung Quốc còn thấp hơn cả của Nhật Bản. Vào tháng 10 năm 2021, đích thân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã công khai lên án lối sống này. Cần phải ngăn chặn sự trì trệ của các giai cấp xã hội, thúc đẩy sự dịch chuyển đi lên của xã hội, tạo cơ hội cho nhiều người trở nên giàu có hơn và cải tiến một môi trường mà trong đó mọi người đều tham gia, tránh việc chỉ nằm yên một chỗ. Thế nhưng, chừng đó dường như là chưa đủ khi xã hội vẫn đang phải đối mặt với thực tại khó khăn, nhất là khi mục tiêu thịnh vượng chung của Trung Quốc đang có dấu hiệu chệch bánh. Khoảng cách giàu nghèo cũng đang ngày càng tăng lên một cách kỷ lục. Câu chuyện này cũng rất là đáng quan tâm và mình xin phép sẽ được hẹn bạn ở video tiếp theo nhé. Thực tế là không chỉ có Trung Quốc đâu, mà tại Hàn Quốc chúng ta cũng có một khái niệm tương tự, đó là Sampo, tức là tạm buông bỏ. Còn tại Nhật cũng có nha, đó là Satori Sendai, thế hệ buông bỏ. Tại Việt Nam, bạn nghĩ sao về điều này? Hãy để lại comment nhé! Tình hình kinh tế nói chung là bây giờ ở đâu cũng khó khăn cả. Vì vậy, mình ở đây để nhắc bạn nhớ rằng, sau cơn mưa thì trời chắc chắn sẽ lại sáng. Hãy cùng vượt qua giai đoạn này nhé! Cuối cùng thì mình xin được cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video này. Chúc bạn có một đời sống tài chính bình an và một ngày tốt lành nhé! Xin chào!